Xin chào tất cả quý vị. Thông thường khi nhắc đến xin visa Úc, chúng ta thường chỉ nghĩ rằng tới các loại visa dành cho du học sinh mà quên mất rằng tại Úc cũng có rất là đa dạng các loại visa khác nhau dành cho các mục đích tương ứng. Thì du học sinh đại dương với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xử lý hồ sơ xin visa Úc, chúng tôi sẽ xây dựng một series về tất cả các loại visa Úc dành cho tất cả các bạn tiện theo dõi. Và trong số 1 này chúng ta sẽ tìm hiểu về visa Úc diện 457 dành cho người lao động có tay nghề. Thì visa tạm trú dành cho lao động có tay nghề, visa diện 457 cho phép người lao động có kỹ năng tay nghề tốt sang làm việc cho một doanh nghiệp tại Úc với một thời hạn tối đa lên đến 4 năm. Các bạn cần được một doanh nghiệp đã được cấp tư cách bảo lãnh chỉ định sang Úc làm việc. Doanh nghiệp có thể bảo lãnh cho lao động sang làm việc theo diện visa này nếu không tuyển dụng được công dân Úc thường trú dân để làm các công việc yêu cầu kỹ năng. Việc giữ visa 457 là bước đầu tiên giúp các bạn có đủ tư cách xin visa thường trú dân theo diện chủ doanh nghiệp chỉ định diện 186. Sau đây là các bước để trở thành thường trú dân tại Úc. Quy trình như sau: bạn có visa 457 làm việc liên tục tại Úc 2 năm sẽ được bảo lãnh xin visa thường trú dân 186, sau đó các bạn sẽ được cấp PR. Đối tượng, điều kiện áp dụng xin visa Úc diện 457 lao động có tay nghề tạm trú tại Úc. Nộp hồ sơ xin visa Úc diện 457 cần có được chỉ định làm việc tại một vị trí nằm trong danh sách tay nghề SOL, đáp ứng yêu cầu về kỹ năng đối với vị trí được chỉ định, đáp ứng các quy định về đăng ký của các chứng chỉ hành nghề, có khả năng nói tiếng Anh phục vụ tốt cho công việc, chứng chỉ IELTS tối thiểu L5.0 cho mỗi kỹ năng, hoặc đã học tiếng Anh tối thiểu 5 năm từ bậc trung học phổ thông hoặc cao đẳng đại học trở lên tại Úc. Không cần chứng minh trình độ tiếng Anh nếu các bạn được bảo lãnh với vị trí có mức lương cơ bản là 96.400 đô la Úc một năm, đã được doanh nghiệp đã được phê duyệt chỉ định. Đối tượng dành cho những người có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc những người sắp tốt nghiệp đại học. Người thân trong gia đình có thể xin visa cùng với bạn hay không? Thì những đối tượng dưới đây có thể xin visa Úc diện 457 với người nộp đơn chính, gọi là người đi cùng: vợ chồng, bạn đời chưa chính thức, con của hai vợ chồng hoặc con riêng của vợ hoặc chồng, người thân phụ thuộc khác. Tuy nhiên, cá nhân không nên nộp hồ sơ xin visa Úc diện 457 nếu người đó không được chỉ định làm việc tại một vị trí nằm trong danh sách tay nghề SOL, không đáp ứng được yêu cầu kỹ năng tay nghề so với vị trí chỉ định. Quyền lợi và nghĩa vụ của người được cấp visa Úc 457 lao động có tay nghề tạm trú tại Úc. Quyền lợi: visa Úc diện 457 cho phép cá nhân nắm giữ visa làm việc ở Úc trong thời gian tối đa 4 năm, được phép mang theo gia đình sang học tập hoặc làm việc ở Úc, được phép tự do vào lãnh thổ Úc. Visa Úc diện 457 là giai đoạn 1 để xin được PA diện visa 186. Người giữ visa 457 có quyền được hưởng lương bình đẳng và hưởng các quyền lợi và bảo vệ cơ bản ở nơi làm việc. Người giữ visa 457 phải được hưởng những điều khoản và điều kiện như những lao động Úc khác đang được hưởng, và cùng một môi trường làm việc, cùng một nơi làm việc, cùng một thêm một tế giờ thời gian, thanh toán lương quá giờ, nghỉ giải lao, nghỉ phép ốm và nghỉ lễ. Nhà tuyển dụng phải thanh toán lương theo đúng quy định cho người giữ visa 457. Nhà tuyển dụng không được khấu trừ lương khi chưa có sự đồng ý của người giữ visa. Nghĩa vụ: người giữ visa 457 tiếp tục phải đáp ứng các điều kiện lao động trong khi đang giữ visa 457. Các nghĩa vụ này gồm có: làm việc ở vị trí đã được chỉ định, làm việc cho nhà tuyển dụng đã chỉ định công việc cho người giữ visa, hoặc làm cho pháp nhân liên kết với đơn vị bảo lãnh nếu như đơn vị bảo lãnh của người nắm giữ visa là một đơn vị bảo lãnh tiêu chuẩn ở Úc. Không được phép tạm dừng công việc quá 90 ngày liên tục. Nếu các bạn không làm việc cho đơn vị bảo lãnh thì phải thực hiện một trong những việc sau trong vòng 90 ngày, đó là tìm một nhà tuyển dụng khác để bảo lãnh các bạn. Nhà tuyển dụng cần nộp đơn xin bảo lãnh. Thứ hai là nộp đơn xin cấp visa khác. Thứ ba là sắp xếp thời gian rời khỏi Úc. Thứ tư là giấy đăng ký chứng chỉ hành nghề hoặc thẻ hội viên chuyên môn là những tài liệu bắt buộc đối với một số ngành nghề. Khi đó, người giữ visa phải xin được giấy đăng ký chứng chỉ hành nghề hoặc thẻ hội viên chuyên môn trong vòng 28 ngày kể từ khi đến Úc. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết cũng như là các yêu cầu ra sao, điều kiện đầu vào như thế nào, các bạn có thể truy cập vào website duhocuc.info hoặc hãy liên lạc trực tiếp với các tư vấn của chúng tôi theo địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.